Nova World Mũi Né Mariner City, dự án của Novaland. Khu nghỉ dưỡng Nova World Mũi Né Mariner City với tổng quy mô dự kiến 670 hectare đem đến một tổ hợp đa dạng loại hình sản phẩm từ nhà phố, biệt thự, shop house khách hàng, đi kèm là một hệ sinh thái tiện ích dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Nằm trên đồi cao vị thế ngắm biển không thể nào tuyệt hơn. Chủ sở hữu các căn villa và du khách tương lai mỗi ngày đều có thể đắm mình trong vẻ đẹp mê nhất lòng người của vùng biển vượt qua hai bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, tổ hợp nhà phố, biệt thự và shop house hướng biển không chỉ ghi điểm bởi tầm nhìn mà còn làm say lòng giới du khách và nhà đầu tư bởi không gian thiết kế vô cùng ấn tượng. Với không gian sống dưới bàn tay tài hoa của người kiến trúc sư chăm chút trong từng chi tiết để làm ra một tổng thể phi hoa biển nhưng vô cùng nổi bật, trở nên ngày càng đắt giá và khác biệt giữa thủ phủ resort. Sự khác biệt, đẳng cấp và tinh tế làm nên thương hiệu Novaland và đưa Nova World Mũi Né Mariner City trở thành một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng sáng giá mà quý du khách cùng nhà đầu tư khó lòng có thể bỏ lỡ. Dự án nằm tại khu vực Mũi Né, chỉ cách sân bay Phan Thiết khoảng 5 phút di chuyển và tọa lạc ngay tâm điểm hai tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Phan Thiết Vĩnh Hảo. Đây chính xác là công trình nổi bật hàng đầu hưởng lợi trực tiếp từ giá trị mà các hạ tầng giao thông này mang lại. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh dự án 0909 910 884. Nhóm thông tin bất động sản Hân Hạnh được phục vụ quý khách.